Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Hoàng Long, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những giảng viên cốt cán được tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới, cho biết môn học xác suất thống kê sẽ được đưa vào giảng dạy bắt đầu từ lớp 2 cho đến lớp 12. Lý giải về việc này, Phó giáo sư Lâm cho biết, ngoài các kỹ năng tư duy cơ bản, thì học sinh ngày nay cần có kỹ năng tư duy về mặt thống kê và xác suất để vận dụng xử lý, phân tích thông tin. Việc có kiến thức về xác suất, thống kê sẽ giúp học sinh có nhận thức và khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Ông Chế Quốc Long, giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bật cười khi nghe tin này và nói vui rằng chỉ có người điên mới bắt trẻ con học môn này. Ông nói thêm: môn này ngay cả sinh viên đại học còn rất khó khăn. Với đứa trẻ 7 tuổi, tuổi để chơi chứ đâu phải để vùi đầu vô học. Trẻ con hiện nay đã bị ép học quá sức với chương trình nặng nề, quá tải, thiên về nhồi nhét, kiến thức, giết chết sáng tạo, làm cho trẻ em không thể suy nghĩ độc lập. Thêm môn học này thì nền giáo dục càng thêm bệ rạc. Cô giáo Xuân Mai thì chỉ biết kêu trời khi nghe thông tin này qua báo chí. Việc theo cô, môn học này rất khó, không phải ai cũng học được. Phải là học sinh chuyên toán cấp 3 trở lên mới có thể học. Cô cho rằng chương trình học bây giờ đã quá nặng. Các cháu học ngày học đêm, học thêm, học không ăn không ngủ. Bây giờ còn học xác suất thống kê thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần đứa trẻ. Cô nói: học trò lớp 2, cô thấy lớp 2 là cái lớp còn nhỏ lắm. Nó mới vừa từ lớp 1 lên mà nó học như vậy làm sao nó học nổi. Cái đó đâu phải là dành cho học sinh tiểu học. Cô nghĩ là mấy vị cộng này chắc cố ý mà làm giết chết thế hệ trẻ quá. Nếu như mà học sinh lớp 2 bắt nó học vậy, cô nói thật với em chắc mấy cháu bị tâm thần hết luôn. Ông Nguyễn Đình Ngọc, từng tốt nghiệp cao học kinh tế, cũng không thể tin vào mắt mình khi đọc thông tin này trên báo chí nhà nước. Theo ông, môn học xác suất thống kê là một môn học vô cùng khó ngay cả với sinh viên đại học. Môn học này có hai phần là xác suất và thống kê. Mục đích của môn học này là để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, ứng dụng vào kinh tế để xác định mức độ rủi ro trong đầu tư, kinh doanh. Cao hơn nữa là để phân tích đường lối, dự báo kinh tế cho những chiến lược, kế hoạch dài hạn 10, 20, thậm chí là 30 năm cho đất nước. Ông cũng cho rằng trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nếu bị nhồi nhét môn học của người lớn này. Thì tôi không biết rằng những cái đứa trẻ chỉ mới có học lớp 2, tức là các cháu nó chưa học được, nó làm chưa xong phép cộng phép trừ nữa mà nó dạy cái xác suất thống kê là dạy cái nỗi gì. Tôi nghĩ rằng là nếu mà đưa cái môn xác suất thống kê này mà vào trong các cháu đó, thì có thể nó sẽ bị nhẹ đó, thì nó sẽ bị hoảng loạn về tâm lý, còn nặng hơn có thể là nó bị tâm thần. Theo ghi nhận của RFA, hầu hết phụ huynh và giáo viên đều cho rằng chương trình học phổ thông của trẻ hiện nay đã quá nặng, khiến cho đứa trẻ không còn thời gian nghỉ ngơi, vui chơi mà chỉ biết lao đầu vào học đến kiệt sức, nhưng kết quả lại không như ý muốn của cha mẹ và thầy cô, cho nên nhiều trẻ có phản ứng rất tiêu cực. Theo kết quả y tế trường học giai đoạn 2011-2015 do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 20 trường hợp trẻ uống thuốc độc tự tử. Bên cạnh đó, những đứa trẻ bị trầm cảm, lo âu, rối loạn cảm xúc vì áp lực học tập cũng đang có chiều hướng tăng bởi đứa trẻ dành quá nhiều thời gian cho việc học tập. Trong một lần trao đổi với RA về nền giáo dục hiện nay ở Việt Nam, tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Khoa Đông Phương Học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cho rằng, Việt Nam hiện nay đang rất cần một nhà lãnh đạo tầm cỡ quốc gia cho công cuộc cải cách giáo dục toàn diện. Muốn thực sự cải cách phải có kế hoạch và tài chánh hùng hậu, phải có cái tâm trong sáng, có chính kiến, định hướng rõ ràng và phải biết lắng nghe. Từ sau năm 1975, giáo dục ở Việt Nam đã nhiều lần cải cách với những thay đổi lớn liên quan đến chương trình học, nội dung sách giáo khoa, phương pháp dạy học, khi chính phủ ban hành và sửa đổi luật giáo dục ở các đợt khác nhau, 1998, 2005, 2009. Chưa kể những thay đổi ở các bậc học khiến ngành giáo dục càng ngày càng mất cân đối. Giáo dục Việt Nam bị cho là đang đi lạc đường với bao lần cải cách vì không dựa trên một hệ thống triết lý giáo dục rõ ràng nào. Ông Nguyễn Đình Ngọc cho rằng cái mà đưa cái môn xác suất thống kê này á, nó lại thêm một cái bằng chứng, đó là cái giáo dục của Việt Nam là một cái giáo dục phản khoa học, phản giáo dục, phi triết lý. Những vị mà chấp bút
soạn ra những cái giáo trình đó cần phải nghiêm túc xem xét lại cái trình độ của họ có đủ để làm nên một cái nền giáo dục thực tế, không chạy theo những cái hư danh, những cái vô bổ như vậy hay không. Thì tôi nghĩ đây là cái trách nhiệm của Bộ Giáo dục rất là lớn. Ông yêu cầu phụ huynh và các giáo viên phải lên tiếng, bởi chưa chắc các thầy cô giáo ở bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 hiểu được môn học xác suất thống kê này. Cô Xuân Mai còn nói: "Cô nói xin lỗi em, kêu ông Nhạ, không biết ông biết làm chưa? Kêu ông Bộ trưởng Nhạ rồi ông biết. Dạ. Đừng nói là biểu mấy cháu." Theo nhận định của một số người quan tâm đến tình hình trong nước, thì trách nhiệm chính trong việc một nền giáo dục cứ loay hoay trong cải cách như vậy chắc chắn thuộc về các vị lãnh đạo trong Bộ Giáo dục. Nhưng phụ huynh và giáo viên cũng không thể không chịu trách nhiệm liên quan khi chỉ biết nhắm mắt làm theo mệnh lệnh. Với việc bắt trẻ lớp 2 học môn xác suất thống kê, bà Trịnh, một phụ huynh có con nhỏ đang học lớp 1 ở thành phố Hồ Chí Minh, nói với RFA rằng dù đã tốt nghiệp đại học nhưng bà vẫn không hiểu được môn học đó là gì mà chỉ nghe qua thôi. Bây giờ bắt trẻ con học thì buộc bà phải cho con đi học thêm, chứ không biết đâu mà chỉ cho cháu. Nhưng bà vẫn không lên tiếng với nhà trường hay giáo viên. Bà nói: "Giờ phải thay rồi chứ giờ lên tiếng sao được. Giờ chỉ có biết là ở đây là phải chịu vậy thôi. Thường á, nó có cái gì mà nó đề xuất á, thì nó đưa ra công chúng. Đặc biệt là giờ ở trên mạng nó phát triển, thì ví dụ như Zalo, Facebook thì người ta đưa lên, thì nhiều người người ta biết, người ta quan tâm. Mấy người thầy giáo viên hiệu trưởng ở đây cũng là thấp cổ bé họng thôi. Chỉ có cái thằng ở trên bộ là cái thằng soạn sách nó bắt sách." Với kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp, cô giáo Xuân Mai nhận định đứa trẻ phải được dạy dỗ, chăm sóc đúng cách để tư duy phát triển theo lứa tuổi. Cho nên vì quyền lợi của con trẻ thì phụ huynh phải lên tiếng. Cô nói: "Họ không được để là nhà trường muốn làm cái gì làm con em mình. Cái đó, cái lỗi cũng là do phụ huynh học sinh. Mình phải phản đấu chứ. Con em mình đâu phải là một con chuột bạch mà muốn đem cái thí nghiệm mà là đem." Ngoài những ý kiến mà RA nhận được từ các nhà giáo, phụ huynh như đã nêu ở trên, chúng tôi cũng ghi nhận có khá nhiều ý kiến phản ứng của các Facebookers về đề nghị đưa môn xác suất thống kê vào lớp 2. Trích sau đây nguyên cảm thán của Facebooker Đỗ Văn Ngà đăng trên trang cá nhân của ông để khép lại câu chuyện về cái cách thụt lùi của ngành giáo dục Việt Nam. Ép bộ óc non nớt phải gánh vác trách nhiệm của bộ óc trưởng thành là hình ảnh về phương pháp giáo dục sai. Đấu đá nội bộ là hình ảnh bộ máy quản lý giáo dục nát. Già vô đạo đức và trẻ thiếu hiểu biết là kết quả của ngành giáo dục ấy. Đấy là toàn cảnh của nền giáo dục Việt Nam, không biết bắt đầu từ đâu để sốc lại cho nó đi đúng hướng. Thư của sinh viên Đại học Sư phạm gửi anh Phùng Xuân Nhạ được đăng trên trang Tiếng Dân. "Nếu xưng hô theo kiểu xã giao, chúng em phải gọi anh là ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng em muốn xưng hô bằng tiếng nói thực lòng, không hề xã giao. Vì thế chúng em gọi ông Bộ trưởng là anh Phùng Xuân Nhạ. Thưa anh Nhạ, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất của giới đàn bà, nhất là những ai đang trong độ tuổi thanh nữ. Trong đó có nữ sinh viên đại học sư phạm như chúng em, nữ sinh viên cao đẳng và đại học sư phạm tôn vinh anh và ngàn lần cảm ơn anh. Anh là người hiểu chúng em nhất và thông cảm cho chúng em, nữ sinh ở các trường đại học nói chung, không riêng gì đại học sư phạm. Tuổi chúng em tràn đầy khát vọng sống, khát vọng học tập, dĩ nhiên là có cả khát vọng tình yêu đôi lứa. Nói đến tình yêu, nói đến quan hệ nam nữ, nhất là xã hội đương thời. Với sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, thật là khó tránh được yêu bằng quan hệ xác thịt. Các cụ ngày xưa khuyên dạy theo kiểu nhắc nhở từ xa, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Ngày nay, thưa anh Nhạ vô vàn thân mến, nữ sinh viên chúng em luôn tâm sự với nhau rằng xăng gần lửa không cháy mới là chuyện lạ. Nữ sinh viên chúng em ngàn lần đội ơn anh Nhạ. Anh rất hiểu và thông cảm cho chúng em, cho nên anh mới đưa ra cái quy định cực kỳ nhân văn, phải đến lần thứ tư quan hệ bất chính, nếu bị bắt quả tang thì mới bị kỷ luật. Nữ sinh viên các trường đại học coi anh Nhạ là thần tượng. Trong phòng trọ, nữ sinh chúng em trao ảnh anh Nhạ là để tỏ lòng cảm ơn anh. Phòng trọ nhếch nhác lắm, ảnh của anh treo bên cạnh những vật dụng thường ngày như là xô chậu, quần áo, giấy vệ sinh, nước rửa bát. Anh Nhạ đương nhiên là có vợ, còn việc có con gái hay không thì chưa biết. Nữ sinh viên chúng em tin rằng nếu có vợ có con, trước khi đưa ra quy định dành cho nữ sinh viên đại học sư phạm, anh Nhạ có tham khảo vợ và con. Và có lẽ vợ con anh Nhạ đồng tình với lối sống ấy. Lúc đó anh Nhạ mới cho công bố quy định có tính phát minh, mang thương hiệu Phùng Xuân Nhạ. Thưa anh Nhạ, sau khi anh đưa ra quy định dành cho nữ sinh viên đại học sư phạm,
chúng em bị mất giá một cách thê thảm. Bạn trai nhìn chúng em bằng ánh mắt coi khinh. Thậm chí là một số nữ sinh viên bị bạn trai thẳng thừng hỏi rằng cậu đã quan hệ đến lần thứ mấy. Nhục quá anh Nhạ ơi. Thưa anh Nhạ, cái quy định dành cho nữ sinh viên đại học sư phạm sau khi lan truyền trên mạng xã hội, dư luận cho rằng tác giả của nó chính là anh Nhạ đã phá trinh đời con gái chúng em. Bộ Giáo dục ra quy định cho phép sinh viên bán dâm tối đa 4 lần. Sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học. Theo dự thảo luật của Bộ Giáo dục Đào tạo, sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học. Không xử lý này được Bộ Giáo dục Đào tạo đặt ra kèm theo dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp. Dự thảo đang trong thời hạn lấy ý kiến, góp ý kiến đến ngày 26 tháng 11. Theo đó, sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học. Nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học sẽ bị khiển trách và lần thứ 2, thứ 3 sẽ chịu hình thức kỷ luật tương ứng là cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn. Còn nếu hoạt động chứa chấp môi giới mại dâm sẽ chịu hình thức xử lý nặng hơn, bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên bị phát hiện vi phạm. Theo dự thảo không xử lý luật học sinh sinh viên này, nhiều nội dung vi phạm đều được áp dụng hình thức xử lý rất cụ thể, có căn cứ trên mức độ vi phạm và số lần tái phạm. Trong đó, việc uống rượu bia trong giờ học, say rượu bia khi đến lớp thì mức độ xử lý cũng tương tự như hoạt động mại dâm, sẽ lần lượt bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn, buộc thôi học tương ứng với số lần vi phạm từ 1 đến 4. Mức xử phạt tương tự cũng được áp dụng với các hành vi khác như đánh bạc dưới mọi hình thức, tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép. Đặc biệt, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đặt ra việc xử lý đối với sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá đảng và nhà nước trên mạng Internet. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường sẽ tùy mức độ để xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng học sinh sinh viên tham gia biểu tình tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định pháp luật sẽ bị xử lý khiển trách đến buộc thôi học tương ứng với số lần vi phạm từ 1 đến 4. Trường hợp nghiêm trọng sẽ bị giao cho cơ quan chức năng xử lý. Cá nhân và tập thể học sinh sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên hiệu trưởng. Nếu nhà trường đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để khiếu nại tố cáo. Tối ngày 29 tháng 10, sau thông tin về nội dung dự thảo được đăng tải trên báo chí, văn bản dự thảo này đã không còn trên website của Bộ Giáo dục Đào tạo như đã công khai trước đó. Bán dâm lần thứ 4 bị buộc thôi học đã được áp dụng cho sinh viên đại học. Dù quy định này mới dừng ở mức dự thảo đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm trình độ cao đẳng, trung cấp, nhưng theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ, hình thức kỷ luật này đã được Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức áp dụng cho sinh viên đại học, chính quy, tất cả các ngành đào tạo từ năm học 2016. Theo đó, thông tư 10/2016/TT-BGDDT ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chính thức có hiệu lực từ tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định rõ, sinh viên hệ đại học chính quy sẽ lần lượt bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học, tương ứng với vi phạm hoạt động mại dâm lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Xử lý từ cảnh cáo sẽ thông báo cho gia đình. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, hình thức kỷ luật của học sinh sinh viên từ cảnh cáo trở lên sẽ được lưu vào hồ sơ và thông báo cho gia đình. Trường hợp học sinh sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc là buộc thôi học, nhà trường phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình biết để phối hợp quản lý giáo dục. Bài viết được đăng trên trang Tuổi Trẻ Online. Bộ Giáo dục Đào tạo rút dự thảo quy định sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị thôi học. Bài viết được đăng trên trang báo mới.com. Bộ Giáo dục Đào tạo rút thông tư chỉ sau vài giờ báo chí thông tin rộng rãi. Dù thời hạn lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên, trong đó quy định sinh viên cao đẳng, trung cấp sư phạm đến 26 tháng 11 mới kết thúc, nhưng do vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, nên hơn 23 giờ tối ngày 29 tháng 10, Bộ Giáo dục Đào tạo đã rút lại dự thảo này. Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 29 tháng 10, trên trang thông tin chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rút lại dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy. Được biết dự thảo này được đăng tải từ ngày 26 tháng 9,
nhưng đến khi báo chí thông tin rộng rãi về điều khoản sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị thôi học, thì dự thảo mới bị rút. Ngoài việc dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên đối với các ngành đào tạo và giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã rút dự thảo tờ trình nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trước đó, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin Bộ Giáo dục Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo. Theo đó, sinh viên các trường cao đẳng, đại học nếu hoạt động mại dâm vi phạm lần thứ nhất sẽ bị khiển trách, lần thứ hai sẽ bị cảnh cáo. Sinh viên vi phạm tới lần thứ ba sẽ bị đình chỉ học có thời hạn và lần thứ tư thì sẽ bị buộc thôi học. Sự sỉ nhục, sinh viên sư phạm được phép bán dâm tối đa 4 lần. Theo dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo, sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Không có căn cứ nào để đếm đúng số lần vi phạm mại dâm của một sinh viên cả. Nếu kết luận hoặc kết tội chỉ dựa vào lời khai, nghĩa là vi phạm nguyên tắc luật chỉ trọng công thay vì trọng chứng. Cũng không thể dựa trên quy tắc suy đoán vô tội và có lợi ích cho bị can. Tất nhiên, mại dâm chỉ là vi phạm hành chính, không bị coi là phạm tội, không phải là bị can, trừ khi là kẻ tổ chức, môi giới, điều hành đường dây. Nói như thế để hiểu rằng, dự thảo của Bộ Giáo dục không đảm bảo tính kỹ thuật để thực hiện hay thi hành. Chủ trương đề ra một quy định như thế, các lãnh đạo ngành giáo dục đã chứng tỏ một khả năng ký trị rất kém, không hiểu luật. Định lượng một hành vi vi phạm thuộc hàng nhạy cảm và bí mật, đó là một sự ngô nghê trong tư duy, vô căn cứ. Nó phản cảm, gián tiếp thừa nhận hành vi mại dâm được tồn tại có mức độ trong môi trường giáo dục đại học và đòi đặt ra việc kiểm soát nó, dù không có cơ sở kiểm soát. Nó xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm tầng lớp sinh viên, nó làm vấy bẩn môi trường học tập và đào tạo, bản dự thảo do đó là vô đạo đức. Bản dự thảo chỉ có tác động gây tổn thương cho xã hội nghiêm trọng. Nó gây bất bình, xót xa với bất kỳ người bình thường nào trong xã hội. Nó gây hoang mang, lo lắng, xấu hổ đối với cả sinh viên lẫn người thân của họ, cũng như xấu hổ cho toàn xã hội. Phát ngôn ban hành văn bản gây tổn thương cho xã hội là hành vi vô chính trị, nhất là đối với một chính khách, lãnh đạo đứng đầu một ngành. Hội đủ các yếu tố không có khả năng ký trị, không hiểu luật, có thể làm những việc trái đạo đức và vô chính trị. Ông không xứng đáng để làm giáo dục, cũng không có khả năng để đảm đương vị trí đó. Tôi không nghĩ ông còn có quyền từ chức. Tôi nghĩ Quốc hội và Chính phủ phải cần có biện pháp cụ thể để đưa ông rời khỏi chức vụ đó ngay, không cần chần chừ thêm nữa. Cá nhân tôi thấy không thể chịu đựng ông thêm được nữa. Xã hội có lẽ cũng sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngoài các chuẩn mực về pháp lý và đạo đức, hành vi của một cá nhân, nhất là hành vi của quan chức và những người có tầm ảnh hưởng xã hội, còn cần phải đúng đắn về chính trị. Một hành vi gây bất bình hoặc là làm tổn thương cho công chúng thì bị coi là không đúng đắn về chính trị. Với dự thảo này, tôi cho rằng ngành giáo dục đã không có một bộ trưởng là chính khách thật sự, chỉ có một công chức cao cấp làm bộ trưởng. Tệ hơn, năng lực và phẩm chất đạo đức của ông công chức cao cấp đó lại ở mức rất thấp, hoàn toàn không tương xứng với vị trí. Thừa công chức nhưng không có chính khách, đó không phải là thảm trạng của riêng ngành giáo dục.